Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số Việt Nam hôm nay, thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Vĩnh Long 97, giải 8 Bình Dương 43, giải 8 Trà Vinh 04 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số Việt Nam hôm nay. Thank you.
Giải đặc biệt Bình Đông 901543, giải đặc biệt Bình Dương 158226, giải đặc biệt Trà Vinh 998366. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.